Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vinh danh Chúa. Sáu ngày trước lễ vượt qua, Chúa Giêsu đến làng Bethania nơi Lazaro đã chết được người cho sống lại. Tại đây người ta dọn bữa cho người ăn, Marta hầu bàn. Còn Lazaro cũng là một trong những kẻ đồng bàn với người. Bấy giờ Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xước chân Chúa Giêsu rồi lấy tóc mình mà lau. Hương thơm tỏa đầy nhà. Một môn đệ là Juda Iscario, kẻ sẽ phản nộp người, liền nói: Sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đồng mà cho người nghèo khó? Hắn nói thế không phải vì lo lắng cho người nghèo khó đâu, mà vì hắn là tên trộm cắp lại được giữ túi tiền, nên bớt xén các khoản tiền người ta bỏ vào đó. Vậy Chúa Giêsu nói: Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày tán xác ta, vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn ta, các ngươi sẽ không gặp ta mãi đâu. Có đám đông người Do Thái biết người đang ở đó nên tuôn đến, không những vì Chúa Giêsu mà còn để thấy Lazaro, kẻ đã chết được người cho sống lại. Thế là các thượng tế quyết định giết luôn cả Lazaro, vì tại ông mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ vì tin theo Chúa Giêsu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Anh chị em thân mến, dù gì thì tôi cũng đang trong trách vụ của một nhà lãnh đạo, và không chỉ một nhà lãnh đạo trong một vài thời gian ngắn nào, mà từ ngày làm linh mục tới bây giờ, từ cha phó cho đến cha sở, cộng lại thì cũng đã hơn 21 năm, gần 22 năm. Và càng ngày tôi càng xác tín một điều này dựa trên chính tấm gương của Chúa Giêsu. Càng ngày càng xác tín mình đúng một điều này. Đó là khi mình sống, mình chấp nhận có những lúc phải thua thiệt bản thân, để mặc dù có những đổ vỡ nào đó mà sự thông cảm của mình dành cho cái đổ vỡ đó thì nó sẽ bớt đổ vỡ, nó sẽ bớt tệ hơn. Và từ đó phải biết rằng sự hy sinh của mình là nhiều lắm. Chúa Giêsu đứng là Thiên Chúa làm người, luôn luôn sống trong chân lý này. Con người có tội, nhưng không phải vì thế mà Chúa bắt họ phải đi đến cùng của con đường mà họ phải trở về với Chúa. Không phải một mình Chúa Giêsu mà đường lối của Thiên Chúa từ xưa cũng đã chứng minh điều đó. Từ khi tổ tông chúng ta phạm tội cho đến giờ phút này, từng người trong anh em chúng ta cũng đầy những lỗi lầm, thì Thiên Chúa vẫn một chương trình duy nhất, đó là cảm thông, đó là tha thứ, đó là không đánh phạt cho tới cùng. Có những lúc đánh phạt, nhưng không phải là trừng trị cho tới cùng. Vì thế thưa anh chị em, tôi rút ra được bài học ấy. Với công việc lãnh đạo của mình không dám nói là mình giống Chúa, nhưng mà từ nơi Chúa mình cảm nhận được rằng Chúa quả thật là sự khôn ngoan của mình, Chúa quả thật là lối đường của mình, Chúa quả thật là đấng đã soi chiếu cho mình con đường đi. Mà trong phận lãnh đạo, mặc dù của kẻ tầm thường, của một con người thôi, thế nhưng nếu học được từ nơi Chúa, mình sẽ thấy điều đó không sai. Chẳng hạn, trước những đổ vỡ của những anh chị em giáo dân mà mình chẹt họ tới cùng, chắc chắn sẽ đi tới thua bại rất nhiều. Nhưng cảnh cáo họ, và ở một mức độ nào đó mình dừng lại và sẽ phải chấp nhận hy sinh trong suy nghĩ của mình, hy sinh để cảm thông. Chẳng hạn như
những anh em cùng cộng tác. Có lần mình biết là số tiền đó nó không đến như vậy, nhưng những người này sử dụng nó với một mức độ quá đáng. Và mình biết được như thế thì với một lời cảnh cáo, với một lời nói hay là với thái độ nào đó, và ở một mức độ đó dừng lại thì nó sẽ còn, nó không mất. Nhưng nếu mình quyết tâm làm cho ra lẽ để đi tới cùng, chắc chắn người đó sẽ bị lỗi và sẽ lôi ra. Thế nhưng chúng ta biết rằng nó sẽ vô cùng những đổ vỡ khác. Đối với một vị giám mục lãnh đạo giáo phận cũng vậy, đứng trước một tình thế của một vấn đề nan giải nào đó, nếu Ngài quyết tâm đi đến cùng để ý của Ngài chiến thắng, sẽ thua, chắc chắn. Nhưng nếu Ngài dừng lại ở một khoảng nào đó để chấp nhận nó trong một tương đối, rồi từ từ với thời gian sẽ có những cách giải quyết, chắc chắn công việc có thể gây khó khăn hơn, nó tồn tại nhiều khó khăn hơn, nhưng nó mang lại những hiệu quả. Và tôi thấy nơi chính Thiên Chúa của chúng ta, nơi Chúa Giêsu Kitô là như vậy. Chịu đựng lỗi lầm của con người cho đến nỗi hy sinh mình, chứ không để chúng ta chết, không để loài người chết. Chịu đựng loài người cho đến nỗi chính Chúa giờ đây mang lại ơn cứu độ, sự tha thứ cho chúng ta, để chính người phải hy sinh đổ máu, chính người phải mất mạng sống, chính người phải hiến dâng, hoặc là Thiên Chúa đã phải hiến dâng mình nơi Chúa Giêsu Kitô, một cuộc hiến dâng đau đớn chỉ để cho loài người chúng ta tiếp tục sống, để con đường đi của loài người vẽ ra cho mình đầy lỗi lầm, đầy thứ kiêu ngạo, đầy những thứ chống lại Thiên Chúa, thì Thiên Chúa vẫn có cách trong từ ái, trong nhân ái, trong nghĩa bọc người đã làm cho con đường đó. Dĩ nhiên nó không phải là trơn tru thánh thiện như thuở ban đầu, nhưng khi người mới tạo dựng thì nó vẫn có cách để đi về với ơn cứu độ của từng người chúng ta, của cả thế gian. Hôm nay cũng là một trong những bằng chứng ấy. Một kẻ, đúng hơn là một cô gái, được coi là cô gái làng chơi, Maria, là một kẻ nổi tiếng ở trong vùng đấy là không ra gì. Thế nhưng hôm nay với giọt nước mắt của bà, với chai dầu bà đổ lên chân Chúa, bà sức nơi thân thể của Chúa. Chúa biết chứ, Chúa biết tổng cái người này phạm những tội gì và sống đường lối dơ bẩn ra làm sao. Nhưng Chúa chấp nhận những giọt dầu thơm đổ trên chân Chúa, và Chúa bảo rằng đó như ý chỉ cho ngày tửng liệm chính Chúa vậy. Và hơn thế, các thượng sĩ, các thượng tế, các luật sĩ, các biệt phái đang hùa nhau lên án Chúa, và cho tới giờ phút này chỉ còn vài ngày nữa thôi là bước vào lễ vượt qua của họ, là lễ quan trọng nhất của họ đấy ở trong năm. Họ vẫn tìm cách để giết Chúa cho bằng được. Thì không phải vì thế mà Chúa chúc giữ họ, hoặc là không phải vì thế mà Chúa dành cho họ một cái tát tay nào. Nhưng cuối cùng Chúa chấp nhận để chết dưới bàn tay của họ và mở ra con đường sống cho cả trần thế. Vì thế mà lời của Thượng tế Caipha nói trong lúc hội họp các công nghị của tôn giáo Do Thái giáo bây giờ, rằng một người chết thay cho toàn dân, và Chúa Giêsu chết thay cho tất cả để mang lại sự sống cho tất cả, để một mình người chịu thua bại, và một mình người trước cái chết mà chúng ta tưởng chừng như không có còn có thể gỡ được cái gì về danh dự của Chúa, thì lại là một cái chết mang lại cho chúng ta đầy hạnh phúc, đầy danh dự, đầy sự sống. Thưa anh chị em, một vài bằng chứng từ cảm nghiệm và từ kinh nghiệm của một người tuy là lãnh đạo hèn mọn với anh chị em và qua nhiều giáo xứ,
đối chiếu với những điều mà Chúa Giêsu và Thiên Chúa của chúng ta đã thực hiện trong đường lối của Người, tôi dám khẳng định với anh chị em, nếu chúng ta sống, dù là ai, nếu có một chút để ngỏ cho người dưới quyền mình trở về, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Chúa Giêsu và Thiên Chúa của chúng ta luôn để ngỏ cho chúng ta có lối mà quay về. Không bao giờ Người triệt tiêu đường lối của chúng ta, dẫu anh chị em và tôi tội lỗi đến mức nào đi nữa.